chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với cả bài tập full body dành cho những người đã tập lâu rồi với cả tạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng, xem nào, ở đây có tạ, mình sẽ dùng một quả tạ, dùng hẳn cánh 14 cân, à, 2 cánh 10 cân, rồi, dùng 2 cánh 10 cân. Cái này là sẽ để tập cho phần thân dưới. Còn lại thì tập cho phần thân trên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số những cái động tác chest press, là nằm xuống đẩy ngực ý. Mấy cái động tác đẩy thế thì chắc sẽ dùng 6. Đúng rồi, 6 là vừa. Đây, 2 quả tạ 6. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập nhá. Đầu tiên thì sẽ là phần khởi động trước. Phần khởi động chúng ta sẽ có kneeling push up 30 lần và squat 50 lần. Mọi người thích thực hiện cái nào trước? Kneeling push up trước nha. Đây là hai động tác khởi động để làm nóng phần thân trên, vai, ngực và phần mông đùi. Bắt đầu này. Siết chặt cơ bụng lại, người tạo thành một đường thẳng. Ai mà tập quen với mình thì sẽ biết hết kỹ thuật của động tác này rồi, nhưng mình sẽ không chỉ kỹ càng nữa. Sẽ bắt đầu luôn 30 cái nhanh nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn có thể nghỉ ở giữa nếu các bạn bị mệt nhé, miễn sao làm được đủ 30 cái. 13 14 15 16 17 18 19 20. 10 cái nữa. 10 9 đau ngực rồi. 8 7 6 5 4 3 2 1. Mới khởi động mà đã thế rồi. Tiếp theo là squat 50 lần. Hai chân mở rộng hơn hông, ngón chân hướng ra ngoài. Bắt đầu 50 lần go. 1 2. Đây là khởi động cho phần khớp gối, khởi động cho phần vai lưng. À nhầm, khớp gối với cả cơ mông. 5 6 7 8 9 10. Mình cũng không biết là bài ngày hôm nay nó sẽ kéo dài khoảng 30 phút nữa. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 10 cái nữa. 10 9 8 7 6 5. Thêm 4 cái nữa nào các bạn. 4 3 2 và 1. Xong. Sorry mọi người, có một cái gì nó dính vào đây. Ngớ quá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài tập chính nhá. Để mình xét đồng hồ nhá. Hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều động tác vì là tập full body mà. Và mình sẽ tập trong vòng 1 phút là 60 giây. Rồi mình sẽ nghỉ 10 giây. Vì 10 giây rất là ngắn nên các bạn phải di chuyển nhanh nhá. Nếu không kịp thì các bạn có thể là dừng cái video lại để vào vị trí cho nó kịp thời gian. Chest press, hai chân mở rộng bằng hông, nhấn mạnh phần lưng xuống dưới thảm, đưa tạ lên thẳng trên trần nhà, hướng hai cổ tay vào nhau, chống phần lưng vai mạnh xuống dưới thảm, phần cơ, cái phần xương lồi ra của lưng ấy, mở khỉu tay ra tạo thành góc 90 độ, hạ khỉu tay xuống ngang bằng với cơ ngực của mình, ép phần nách lại và đẩy lên về vị trí cũ, xuống các bạn hít vào này, lên các bạn thở ra. Mọi người thấy nó vào phần cơ ngực khi các bạn xuống và căng mở cái ngực ra không? Nếu khỉu tay các bạn bị đưa ngang bằng vai như này, giống như lúc chống đẩy các bạn sẽ bị đau vai nhá, mà không vào ngực. Giống như lúc chống đẩy nhưng mình đang nằm ngược lại, các bạn phải hướng khỉu tay về phía góc nhà đằng sau.
Lúc nào khuỷu tay cũng phải hướng về phía góc nhà thì mình mới tập được vào cơ ngực. Còn nâng khuỷu tay lên ngang vai, các bạn sẽ không tập được vào cơ ngực. Rồi, nghỉ 10 giây. Sau đó, mình sẽ vào set 2 và set 3. Nào, chuẩn bị. Đưa tạ lên nha. 2, 3. Mình đang sử dụng tạ 6 cân, các bạn có thể dùng tạ 7 cân, 8 cân hoặc 9, 10 cân tùy vào cái... Các bạn phải cảm nhận ý, thực ra cái khối lượng tạ là không có ai giống ai cả. Vì có những người rất khỏe, có những người thì cơ của họ không khỏe bằng. Và các bạn không nên tập quá cái sức chịu đựng của mình. Ý là huấn luyện viên cầm như nào xong bạn cũng cầm như thế. Thì lúc mà ví dụ các bạn tưởng tượng khi nó xuống này, các bạn không sử dụng cơ ngực để đẩy lên được nữa, mà các bạn bị dướn người lên, hoặc các bạn bị ưỡn vai, hoặc các bạn bị nhô vai lên, hoặc là nói chung nó bị không đúng kỹ thuật, thì nó gọi là bị kiểu như là khối lượng tạ không phù hợp ấy. Một cái khối lượng tạ phù hợp là khi xuống mình phải làm được đúng kỹ thuật, khi lên mình đẩy lên nhẹ nhàng nhưng mà nó cảm thấy là vào cái nhóm cơ mình đang tập. Ví dụ này, khi đẩy lên hiện tại mình đang cảm thấy nóng hết cái phần bả vai và phần ngực nha, nó nóng cháy lên như là có ai đốt nến ở cái chỗ đấy luôn ấy. Tập đúng nó sẽ là như vậy, và mình lên được một cách nhẹ nhàng chứ không cần phải dướn người hay là ưỡn ngực ra. Nhiều người tập động tác này sai là kiểu hai cái tay đẩy lên không được đều nhau ấy. Rồi, set thứ 3 vào luôn nhá. Bắt đầu, hai cái tay đẩy lên không được đều nhau, bị một tay trước một tay sau, đấy là báo hiệu cho bạn biết rằng là bạn đang cầm tạ quá sức của mình nhá. Làm chậm này, xuống hít vào, khuỷu tay đúng 90 độ, lên thở ra, khuỷu tay sẽ gần chạm xuống dưới đất, cách mặt đất khoảng 2 cm, xong rồi đẩy lên. Đó, khi xuống mở tay ra này, tạ ngang nhau. Khi lên ép khuỷu tay lại, xoay cổ tay vào nhau, hướng vào nhau. Làm chậm thôi mà phải làm đúng kỹ thuật. Xuống hít, lên thở. Ngực là một nhóm cơ lớn nên khi các bạn tập đúng kỹ thuật các bạn sẽ toát mồ hôi luôn. Nó không giống kiểu bắp tay, nó là cơ lớn đấy. Gọi là bài tập. Nhóm cơ lớn bao giờ cũng sẽ rất là toát rất là nhiều mồ hôi. Rồi, xong. Nghỉ mấy giây thật nhanh nhá, không có không kịp. Động tác tiếp theo là squat 3 lần, các bạn sẽ lấy cho mình một cái tạ thật là to. Rồi, mình hiện tại mình sẽ dùng tạ 12 cân nhá. Ôi, siêu nặng. Cần mở cái trước ngực. Rồi, ngồi xuống này. Lên. Xuống. Lên. 12 cân là không đủ rồi. Bởi vì khi các bạn cầm tạ này mà các bạn cảm nhận được là bạn lên quá dễ dàng ấy, không cảm thấy có áp lực gì cả ở phần cơ bụng, không phải gồng bụng nặng lên, thì có nghĩa là nó hơi nhẹ. Thôi không sao, mình cứ tập tiếp. Cái bài tập này nếu muốn được lựa chọn mức tạ, các bạn nên ra phòng gym tập, lựa chọn mức tạ phù hợp với mình. Nếu tập ở nhà thì sẽ chỉ mua được 2 đôi tạ đến 3 đôi tạ là cùng thôi, thì mình sẽ không có quyền được lựa chọn, đúng không? Ôi, dạ, bụng dưới mình siêu to luôn. Rồi, nghỉ 10 giây. Xong rồi mình sẽ đi đổi tạ. Sẽ đổi sang 2 quả tạ 8 cân. Tổng cộng sẽ là 16 cân. Mình sẽ đặt lên trên vai để cho nó nặng hơn. Đây, này. Ok. Bắt đầu. Đặt tạ lên trên vai thì cảm thấy nó nặng hơn các bạn. Nặng hơn rất nhiều. Xuống hít vào, mở đầu gối rộng ra, lên thở ra, siết chặt cơ bụng, đẩy rốn vào phía trong, nhấn mạnh gót chân xuống. Mười lăm giây nữa. Một bài tập compound thì nó toát rất là nhiều mồ hôi. Ok, chắc phải đổi tạ. Không cầm tạ kiểu này nữa. Cầm tạ kiểu này nó bị mỏi vai quá. Nó giống động tác front squat ở phòng gym ấy.
đặt barbell ấy. Rồi mình sẽ cầm trở lại tạ 10 cân. Bắt đầu. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. Luôn siết chặt cơ bụng lại, đẩy mạnh xuống vào trong. Lúc ngồi xuống thì ngồi hết biên độ động tác, mông phải thấp hơn đầu gối thì nó mới vào cơ mông lớn của chúng ta được. 10 giây nữa. Mình cảm thấy đau bụng luôn, rất là mỏi phần cơ bụng, cơ trọng tâm. Khi mà chúng ta tập đúng ở cái động tác này, quay trở lại động tác phần thân trên, shoulder press. Đúng rồi. Rồi động tác này mình sẽ sử dụng tạ 4 cân. 4 cân hơi nhẹ, sẽ đổi sang tạ 6 cân. 6 cân đây, ở ngay trước mặt mình. Quên, đã chuẩn bị sẵn rồi, không quên. Rồi, đưa tay lên một góc 90 độ so với tay. Hai chân mở rộng bằng hông. Đầu gối trùng nhẹ, hóp chặt mông và xương cụt lại. Để không bị võng lưng trong động tác này nhé, phải hóp chặt lại. Thở ra, đẩy tạ thẳng lên trên vai của mình. Hít vào, hạ tạ xuống một góc 90 độ so với vai. Thở ra, siết cơ bụng, rồi đẩy tạ lên. Xuống hít vào, lên thở ra. Nhớ cái phần thắt lưng, phải siết chặt cơ bụng và đẩy thắt lưng. Giữ cho phần thắt lưng thẳng, hóp chặt mông vào. Thở ra, đưa tạ thẳng lên trên vai, khỉu tay trùng nhẹ, không bao giờ duỗi thẳng khỉu tay để tránh bị áp lực lên trên phần khớp khỉu tay. Rồi nghỉ 10 giây. Mọi người hạ tạ xuống, mình chỉ là kỹ thuật của động tác. Khỉu tay phải tạo thành góc 90 độ này. Khi xoay ngang, cái tay này nó phải thẳng với cả thái dương. Các bạn cầm tạ lên mình chỉ cho. Mở cái tạ ra. Tại nhiều bạn cầm tạ cứ bị chúc chúc về phía trước do cái cơ ngực bị hẹp ấy. Cơ ngực chưa mở được, sẽ tập như này không đúng. Mở ngực ra, khỉu tay ngang bằng vai và tay này. Cầm tạ ngang bằng thái dương, khỉu tay đúng 90 độ, xoay trước nhìn thấy 90 độ. Xoay ngang thì tay và đầu nằm trên một mặt phẳng, rồi đẩy thẳng lên trên vai. Liên tục nha. Hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. Làm chậm thôi. Nếu mà bạn mới tập 2 cân hoặc là 4 cân là vừa. Cảm giác phải siết chặt cái phần cơ bụng lại để giữ cho cái tạ vững. Rồi, nghỉ 10 giây và chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa. Mọi người làm được không? Phần thắt lưng nhá, nhớ nhá. Cái mông càng hóp chặt lại, bụng thẳng, thắt lưng thẳng thì sẽ có lực để đẩy tạ lên. Còn nếu bị võng lưng như này là người nó sẽ rung ấy. Nói chung cơ trọng tâm chính là phần quan trọng nhất khi mình tập thân trên. Muốn mà đẩy được tạ lên thì cái bụng phải siết chặt. Hít vào, thở ra, đẩy lên. Xuống hít, thở ra đẩy. 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 Xuống hít, thở đẩy. Không vượt qua được những giây cuối cùng thôi. Quá là dã man. Tiếp theo static lăng, các bạn có thể chọn tạ 10 cân hoặc là 6 cân đều được. Rồi các bạn bước một chân về phía trước, một chân về phía sau. Nâng gót chân sau thẳng lên trần nhà. Hạ đầu gối sau xuống sát mặt đất, gần như là chạm đất luôn hoặc là chạm nhẹ cũng được.
sau các bạn đẩy lên, nhấn gót chân trước xuống rồi đứng lên. Mình đang đổi sang tạ 10 cân nhá. Cầm tạ 10 cân thì khá là mỏi phần cẳng tay, mình cảm thấy như vậy. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. Và 10 giây cuối cùng. Xuống hít, lên thở. Xuống hít. Rồi, ok. Rồi các bạn quá mỏi tay. Ok. Tiếp theo, chúng ta đến với sắp hết rồi đây các bạn ơi, static lunge. Hạ đầu gối sau xuống sát mặt đất, gần như là chạm đất luôn hoặc là chạm nhẹ cũng được. Sau các bạn đẩy lên, nhấn gót chân trước xuống rồi đứng lên. Mình đang đổi sang tạ 10 cân nhá. Cầm tạ 10 cân thì nó khá là mỏi phần cẳng tay, mình cảm thấy như vậy. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. Và 10 giây cuối cùng. Xuống hít, lên thở. Xuống hít. Rồi, ok. Thấy cái tạ quá mỏi tay, quá là dã man. Tiếp theo static lunge, các bạn có thể chọn tạ 10 cân hoặc là 6 cân. Switch, đổi bên. Nào, đổi bên. Hạ xuống này, lên này. Xuống hít, lên thở. Làm thật chậm thôi và cảm nhận cái cơ mông của mình khi mình xuống. Cái cơ mông của chân trước nó căng ra, mình nhấn mạnh gót chân đấy để mình đứng lên. Chân sau thì gót chân các bạn hướng thẳng lên trần nhà. Xuống hít, lên thở. Hôm nay mình đi cái giày mới, giày Puma, mà kiểu đôi này đế nó cao quá, nên là lúc mà tập những cái động tác này, cảm giác chân nó không được bám đất, nó không được vững ấy. Mình nghĩ là chắc là đôi giày này chỉ đi chơi thôi, lần sau rút kinh nghiệm. Không có giày nào mà đi tập tạ hay là tập cardio mà nó sướng bằng cái đôi Ultra Boost hết á. Ultra Boost của Adidas á. Đau mông nha. Mình xin khẳng định là vừa rồi rất đau mông nếu như là tập đúng. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua Bent Arm Over Row. Ui, quá là nhanh. Ở Bent Arm Over Row mình sẽ dùng tạ 6 cân. Rồi, các bạn làm giống mình. Chúng mình sẽ úp tay vào đùi như thế này, vào tư thế deadlift nhá. Hai chân song song vào nhau, ngón chân hướng về phía trước, mình trượt tạ này. Trượt tạ theo chân thấp hơn đầu gối của mình. Sau đó mình kéo khỉu tay lên 90 độ, hạ xuống, lên thở. Xuống hít. Khỉu tay các bạn sẽ kéo thẳng lên trần nhà. Hơi ép. Kéo thẳng lên trần nhà chứ đừng có mà kéo lên ngang vai như này nhá. Tất cả các động tác kéo tay 90 độ nó đều phải là khỉu tay ở đằng sau vai. Tập cho phần lưng đấy. Lên thở ra này. Đầu gối các bạn trùng nhẹ. Phải giữ thẳng lưng, siết cơ bụng lại. Đẩy rốn lên trên cao. Giống như là động tác deadlift ấy. Mắt nhìn check lên phía mép trên của thảm. Rồi, nghỉ 10 giây, mình chỉnh lại kỹ thuật của động tác này. Cái lưng là phần quan trọng nhất. Đầu gối trùng nhẹ, đẩy mông và xương cụt ở phía đằng sau. Lưng và người phải tạo thành một đường thẳng. Thế các bạn cầm tạ đi, mình chỉ kỹ thuật cho nào các bạn bắt đầu vào. Nào, đầu gối trùng nhẹ này, các bạn trượt tạ xuống phía dưới của đầu gối sao cho lưng thẳng. Các bạn chỉ cần hơi cụp cái mông nhẹ lại thế này thôi, các bạn sẽ bị đau lưng luôn nhá. Mông phải hướng cái trần nhà, rốn đẩy vào trong, đóng xương sườn lại, mở ngực. Sau các bạn phải thấp hẳn người xuống như thế này, gần như là nó ngang song song với cả mặt đất. Kéo khỉu tay lên này, khỉu tay hướng về phía trần nhà, không được đưa khỉu tay lên ngang bằng vai, khỉu tay phải hơi ép lại và để cho cái cẳng tay song song với mặt đất.
Khi hạ xuống các bạn thả lỏng cái tạ ra thì nó sẽ tự thẳng vai. Bạn đừng cố phải cầm tạ về phía trước hoặc là đẩy tạ về phía đằng sau. Các bạn tiếp tục làm nhé. Mình phải chỉ kỹ thuật kỹ vì động tác này gần như ai tập sai hết á. Tập sai là hay bị đau lưng lắm, mà chả thì vào lưng. Động tác này nó sẽ tập cho phần cơ lưng trên và cơ lưng dưới. Lên thở, xuống hít, làm chậm thôi. Siết chặt cơ bụng lại. Thở, hít, thở, hít. Rồi. Ai bị đau lưng thì tạ lăn, cuộn phần thắt lưng lại giống mình. Ok, cầm tạ lên, mình lặp lại một lần nữa nhá. Nào, bắt đầu. Thở, hít. Các bạn có thể đứng lên hóp mông lại, nghỉ giữa nếu các bạn bị đau lưng. Thở, hít. Không, đứng lên hóp mông lại. Đấy cũng là một cách nhá. Lên thở xuống hít. Ở vòng 1 mình không bị đau lưng, nhưng mà sang vòng 2 cũng bị đau lưng này. Khỉu tay kéo lên trần nhà. Siết chặt cơ bụng lại. Một cái nữa. Ok, tiếp theo sẽ là sumo. Romanian deadlift thì mình sẽ phải tặng 10 cân. 10 giây để di chuyển giữa các động tác là hơi bị ngắn. Thường là mình không kịp set up động tác. Bạn nào mà không kịp, các bạn có thể rồi về tư thế Romanian deadlift, phải trượt tạ này, theo cổ chân này, nhấn gót chân, đứng lên, hóp mông lại. Chúng mình lặp lại nhé. Trượt tạ theo cổ chân, lên nhấn gót chân, hóp mông lại, lặp lại. Mọi người phải cảm nhận được cái cơ mông và cơ đùi sau của mình nó giãn căng ra, thẳng lưng mở ngực. Khi lên các bạn hóp mông lại. Điều quan trọng nhất chính là khi xuống, khi xuống các bạn phải nhấn được gót chân xuống, và cái góc đầu gối là cái phần quan trọng nhất. Nhiều bạn đầu gối cứ bị trùng quá, đừng có trùng, nhìn cái góc gối của mình rồi bắt chiếc mình này. Các bạn có thể không hạ được lưng xuống sâu như mình thì các bạn đừng xuống sâu, miễn sao cái đầu gối các bạn nó vẫn gần như là nó hơi thẳng như này. Rồi chỉ lại một lần nữa, chú ý cái đầu gối, góc gối như này, thấy không, nó là kiểu 120 độ, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Trượt tạ xuống này, góc gối giữ nguyên cái góc đầu gối, rồi nhấn gối, đứng lên hóp mông, không được trùng gối trước. Trùng gối trước là kiểu các bạn đẩy đầu gối phía trước, không các bạn mới đẩy mông về sau, như thế nó sẽ thành squat. Các bạn phải đẩy mông và đầu gối về phía đằng sau như thế này, rồi trong lúc đó thì các bạn trượt tạ xuống. Đó, cái cảm giác nó khác nha, so với việc của như này nhá. Nhiều người cứ trùng đầu gối về phía trước, không được, nó phải là đẩy gót chân và đầu gối về phía đằng sau thì cái phần cơ mông và cơ đùi sau này của mình mới căng ra. Nào, mình đang tập đấy, các bạn cứ tiếp tục tập nhé. Còn mình sẽ chỉ cái kỹ thuật trong lúc mọi người tập để mọi người có thể hiểu cái động tác hơn. Động tác này nếu tập đúng mình sẽ cảm nhận được nó vào cơ đùi sau, cơ mông lớn, cơ lưng dưới. Xuống hít, thẳng lưng, khóa khớp vai lại. Rồi nghỉ. Khóa khớp vai là như thế nào? Mình sẽ xoay vai phía đằng sau như này, sau mình khóa lại. Khi mình trượt tạ xuống, vai của mình phải mở ra chứ không được đóng. Nếu mà đóng thì các bạn sẽ bị đau lưng, bị gù đấy. Nào, lặp lại nhá. Bắt đầu. Ở động tác này mình khuyến khích là mọi người làm thật chậm. Thì khi mọi người làm chậm đấy, mọi người sẽ cảm nhận được rõ cái phần cơ mông và cơ đùi sau hơn là mọi người làm nhanh. Làm nhanh mọi người sẽ thấy nó vào lưng nhiều hơn. Làm chậm thực sự rất là phê. Hai mươi giây nữa.
lần cuối cùng. Rồi. À. Tiếp theo sẽ là 3 lần sumo squat hold 5 giây. Mình sẽ dùng tạ 10 cân. Rồi. Chúng ta cầm tạ ở phía trước như này. Đan tay vào. Vào tư thế sumo squat. Hai chân mở thật là rộng. Ngồi xuống này. 1 2 3 4 5 rồi đứng lên. Lặp lại nhá. 1 2 3 4 5 sumo squat hold. Cầm tạ kiểu gì nhá. 1 2 3 4 5. Hôm nay mình hơi bị đau lưng mọi người ạ. Chả hiểu sao. À, tại vì tối hôm qua, đúng rồi, mình đi fast. Tối hôm qua mình đi lễ hội âm nhạc Revolution với cả chồng mình. Xong rồi mình với chồng đứng quẩy 2 tiếng rưỡi. Mà quá là mỏi chân mà xong nó bị đau lên cái phần thắt lưng ấy. Nên là sáng hôm nay tập phần thắt lưng nó vẫn bị đau. Ok, nghỉ 10 giây. Nếu mà 10 giây là quá ngắn thì các bạn có thể tự pause, tự dừng video ở cái đoạn nghỉ lại để chuẩn bị tạ cho nó sớm, đỡ bị vội. Sumo squat nó khác squat bình thường là chân sẽ mở rộng hơn so với squat bình thường. Các bạn mở hẳn mũi chân ra bên ngoài. Khi các bạn ngồi xuống nó sẽ vào cơ mông lớn, cơ đùi trong. Thật ra mọi người hay bảo là sumo squat vào cơ đùi trong, nhưng mà mình thấy nó vào không nhiều lắm. À, nếu mình xuống sâu hết cỡ ở dưới này thì nó sẽ vào cái cơ gập hông và cơ đùi trong. Mọi người phải xuống sâu hẳn xuống. Dưới này này, mông thấp hơn đầu gối và mở đầu gối ra ngoài. Xuống giữ lại, siết cơ bụng. Không biết các bạn có bao giờ cảm nhận giống mình không nhá, là cái đường đi xuống của động tác mới là cái mình nên gồng cơ. Ví dụ lúc xuống như này, các bạn ấn mạnh gót chân xuống đất, gồng mạnh lên thì động tác nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc là mình thả lỏng người để đi xuống. Khi mà mình gồng chân và mình đi xuống chậm như thế, gọi là nó đang căng cơ theo kiểu eccentric à. Nào, vòng cuối cùng. Nhấn gót chân để lên. Tiếp tục. Bài ngày hôm nay là bài toàn thân. Vì là mình tập toàn thân và nó không được 60 phút. Hình như là chưa được 60 phút. Đang tiếp tục động tác mà. Hình như là nó không được 60 phút nên là nói chung là tất cả những buổi tập nào mà tập toàn thân thì các bạn sẽ thấy là nó không quá đau ở một nhóm cơ. Nếu mà bài tập nào mình chỉ tập vào một phần thôi thì cả cái thời gian đấy nó chỉ tác dụng vào một phần đấy thôi, nó sẽ đau hơn rất là nhiều. Cái bài này thì nó không quá đau một nhóm cơ nhưng mà nó cũng tốt rất nhiều calo, các bạn biết sao không? Vì tất cả những cái động tác ở trong bài này mình chọn đều là động tác compound. Những động tác phải tập toàn thân, sử dụng nhiều nhóm cơ. Như sumo squat vừa rồi chẳng hạn. Rồi ok, cất tạ thật nhanh rồi mình vào jump squat. Rồi đây sẽ là phần finisher, có nghĩa là phần kết thúc cuối cùng của bài tập. Hoàn thành xong bài này coi như là mọi người sẽ đến đích. Mình sẽ tắt cái đồng hồ này đi, bởi vì cái phần này là mình sẽ đếm số lần. Mọi người sẵn sàng chưa? Finisher. Finish là tập cùng mình nhá. Jump squat 30 lần. Chuẩn bị này. 1 2 3 1 2. Ngồi sâu hẳn xuống. 3 4 5 6. Mông thấp hơn gối, mở đầu gối ra ngoài. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Mọi người xong chưa? Rồi. Và đấy là chưa hết, mới là 1/3. Mình sẽ lặp lại 2 vòng như thế nữa mới gọi là kết thúc động tác.
thêm một tí cardio vào cuối, tim đập nhanh hẳn đúng không? Nào chuẩn bị nhá. Xả. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 cái nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tim mình tăng lên 156, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Làm đi mọi người, đừng có bỏ mình ở cuối nhá. Bạn nào dễ thì đi với nhau, bạn nào khó mà bỏ nhau là sống như thế không được đâu. Cố lên. Mười lần nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tinh tinh. Yes. Đây là chúng ta đã kết thúc xong bài tập ngày hôm nay. Mình muốn cổ vũ mọi người đập tay không? Bên bên mọi người thấy thế nào, hãy comment cho mình biết về bài tập này, cảm nhận của các bạn ngay tại thời điểm này. Các bạn hãy nhớ rằng là khi mà mình dạy các bạn những cái bài tập nâng cao thì không phải là cường độ nặng. Bài tập cơ bản, trung cấp, nâng cao có nghĩa là cái độ phức tạp của động tác, và bạn phải đạt được trình độ thấu hiểu cơ thể bạn tập nó mới hiệu quả. Chứ còn tập nâng cao không nghĩa là tập nặng nhé. Những cái bài tập cơ bản ấy, kiểu bài tập cho người mới bắt đầu, mình có thể xét cường độ rất nặng, mệt hơn mấy cái bài nâng cao này nhiều luôn. Đó nên là khi các bạn tìm một cái bài tập, các bạn phải nắm được, có một cái, các bạn cần phải hiểu là cơ bản nâng cao nó là về độ khó về kỹ thuật, còn cường độ là nặng nhẹ. Đó thì nó mới nói về cái gọi là cái mức cố gắng của mình ở bài tập đấy. Mà cường độ nó còn thiên về là cường độ về cardio hay là cường độ về cơ. Ví như bài này chẳng hạn, thì nếu các bạn nâng tạ nặng như kiểu 10 cân, 12 cân, 14 cân, 16 cân thì các bạn đã tự tăng cái cường độ của bài tập lên rồi. Và nó mệt, nó không phải mệt theo kiểu cardio. Đó, còn nếu các bạn muốn tìm những cái bài tập mệt tim thì các bạn phải tìm đúng những cái bài tập mệt tim. Thì có nhiều người kiểu không hiểu nên là cứ comment vào những cái bài tập nâng cao là bài này tập không mệt lắm, xong rồi cứ comment vào mấy cái bài tập cơ bản là mấy bài này mệt vãi mà gọi là cơ bản. Thì tại vì mọi người không hiểu là cơ bản nâng cao nó là về kỹ thuật, độ phức tạp thôi. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi bài tập này và hẹn mọi người nhớ follow theo lịch tháng 5. Đừng bỏ qua bất cứ bài nào trong lịch. Cuối tuần vừa rồi mình cũng đi chơi, đi event nên là mình bỏ mất 2 ngày không tập, mà hôm nay mình vẫn rất là thở luôn. Nhưng mà chỉ 2 ngày thôi, từ 2 đến 3 ngày, đừng bao giờ nghỉ lâu hơn, vì nó sẽ làm cho cái việc quay lại của bạn nó khó khăn hơn bao giờ hết. Ok, bye.